Hello, 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 hello everybody. Welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Thì Heo nghĩ là khá nhiều bạn đam mê với con này ha. Ok, bây giờ không dài dòng nữa, vào game đăng ký nào. Đấy, anh em làm heo heo để mà đăng ký ha. Ok. Rồi cứ vậy mà anh em đăng ký, trên là tên tài khoản ha. Đó, ở dưới là mật khẩu. Rồi dòng cuối là mật khẩu luôn ha. Rồi cứ vậy mà anh em nhập vô. Ok, như vậy là chúng ta đã vào được game ha. Rồi, ủa chưa nữa hả? Ok, ok, rồi vô game. Đây coi server, đây được 3 server ha. Ok. Đó, nhìn ngầu chưa? Trời ơi ạ. Đó, oh man. Đẹp, đẹp, đẹp. Game này là máy lát nhân vật là rất là đẹp luôn nha anh em. Và cái suột game này nó cũng méo phải là chuyện rẻ ha. Đây, 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 game có 4 lát nhân vật. Đó, dễ thương không? Trời ơi ạ. Ok, rồi, lát nhân vật cuối cùng. Hình như cái lát này là chúng ta phải mở hai cái lát kia lên nó cao cao mới mở được. Để coi tạo được cái này không ta. Ok, ok, ok. Thấy chưa, phải có một nhân vật đạt level 300 mới tạo được con đó. Ok, ok, ok. Ý chán như con mu vậy á. Mà bản này là việt hóa khoảng 90% ha. Đó, đồ họa cũng việt hóa khá là nét. Rồi, vô game anh em làm nhiệm vụ đầu game ha. Đó, đó, làm nhiệm vụ đầu game thì sẽ phi cho chúng ta được là 500.000 kim nguyên bạ, kim cương khóa. Đó. Rồi hơi trang nữa nè. Thơm không, thơm không? Trời trời trời. Còn gì không thơm nữa anh em? Còn gì không thơm mà nói với sầu. Đó, mặc vô, kích hoạt liền. Rồi, bao tay nè, đó. Rồi gì đây, thú trang bị rồi. Còn gì nữa? Rồi hư, trong hư có gì đây? Bình A-Safe với lại tiền vạn. Rồi cái túi nằm ở đâu ta? Cái túi game này nó nằm ở đâu vậy anh em? Đây đây, thấy cái túi rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Đó, vừa vô là phi chúng ta là hú cưỡi luôn. Hoàn thành nhiệm vụ cấp 7 để nhận được. Đó. Ok, ok, bưởi à. Sử dụng bình A-Safe, một bình thôi con. Đang hú cưỡi này nọ. Ủa sao nghe nói là game này vừa vô là phi chúng ta level 200 mấy mà ta. Ok, nhưng mà để chạy từ từ coi. À, nghe em vừa vô thấy vậy là thấy ngon rồi hả. Hôm đấy anh em à. Hôm nha, hôm nha. Cái này mà server mà mượt nữa là ngon lành luôn. Trời ơi. Ok, ok, bưởi à. Có VIP nè, game này hình như là tiêu kim cương không khóa để mà lên VIP nha. Tiêu kim cương thường để mà lên VIP. Em nhớ là như vậy á. Đây, đây, đây. Ok, bưởi à. Tới luôn nè. Rồi, làm xong cái nhiệm vụ thứ 7 rồi ta. Để mở cái con bét này cưỡi thôi. Đó, trời ơi. Nè, Phi luôn đang đang bét nữa hả? Đang hú cưỡi. À, đây, đây, đục mà, treo. Ô, 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 ô. Gì vậy, gì vậy? Tiệt phẩm tọ kỳ hả? Phía trước đi nạp, ok. Không có tiền thì từ từ nạp. Đâu rồi, game này là nó mát hay luôn rồi anh em à. Đâu rồi, đây, thần hóa tự động đi để coi nó lên không. Đó. Được 1000 đá thì chắc nó cũng lên được khá khá đấy.
Để coi nâng hết coi nó lên được con bét hút gửi mấy sao đây. Đó đó. Rồi mấy kia chơi làm sao mà vô không được gì hết. Đó con heo nè, đó. Đó. Đó, tới luôn bữa ơi. Đó. Đó. Oh. Con này đẹp nè, con này đẹp nè. Wow wow wow. Trời ơi. Con gì vậy? Đầu thì đầu con trâu mà mặt thì mặt con sư tử. Wow, thơm đấy anh em à. Ngon. Mê ly. Tới luôn bữa ơi, tới luôn. Đủ không ta? Đủ lên con đó không? Chắc không đủ rồi quá. Không đủ rồi, nhìn vậy là thấy không đủ rồi. Ok, bữa ơi. Không đủ rồi ha, lên con này cũng được. Nhưng mà quan trọng là chúng ta, đó, ở đây có nhiều ngoại trang ghê. Wow. Nè mà chúng ta được phi con rồng nha. Ok, ngoại hình liền. Đó, trời ơi, ba cái đồ quỷ này mà. Bộ à. Được, mà game việt hóa cũng khoảng 98% á anh em, mà nãy giờ thấy cũng việt hóa khá là nhiều nha. Hôm đấy. Rồi bây giờ chúng ta đến với thông tin của server cái ha. Đây, thông tin server Thiên sứ Mobi DTK server Gmê Thâu hả? Ok, open 27 tháng 1 20 giờ 20 phút. Đây mua thâu liên hệ nè ha. Giá bán có trong link. Ok, để chút qua. Rồi vào game nhận level 244 hả? Sao hồi nãy giờ ta làm nhiệm vụ thấy bà luôn vậy? Rồi 500.000 kim cương có nè. Đang hú cưỡi hú cưng có nè. 200 hổ vương lệnh. Không biết này chưa coi. Rồi bét thượng cổ nè. Đấy. Ngon. Ok ha. Đó, phi cũng khá là nhiều nè. Đấy, rồi đây là linh nè ha. Đây, hiền sử giá thâu là 200 ha. Ok, một ID trên một máy chủ. Rồi, ok, anh em nào mua thì liên hệ đây. Còn không thì vào chơi phi như heo này. Đó, vô thì nó tặng cho chúng ta 500.000 kim cương khóa ha. Một con thú cưỡi rồng thần cổ ha. Rồi cộng thêm 500.000 kim cương. Đó, thời trang đi biển luôn. Đó, đù, mà lấy cái tấm dáng của nhỏ này chết mẹ mày nè. Đó, hôm rồi đang rồi rất là nhiều thứ. Nói chung là đang này kia nọ nhiều lắm. Ok, đầu tư hả? À. Ok, BM dẹt lấy thử cái thâu về chơi coi nè. Rồi mai chiều để heo kiếm coi có bản nào thâu không, cũng đem về bán cho người ta coi. À, con game ngon ghê hồn. Ok, bữa à. Để BM dạt min cái, để cho nó chạy nhiệm vụ tí đi. Rồi ok, nãy giờ heo đi mua cái thâu ha, mua cái thâu về test. Thì mua thành công rồi hả? Bây giờ test luôn cho anh em xem ha. Hiện tại đang VIP 0 ha. Và đâu rồi hót ra coi. Đang VIP 0 và được 500.000 kim cương khóa ha. Ok, bán bớt đồ cái. Rồi bây giờ túi cũng không có gì hết. Ok, bây giờ heo sẽ hâu. Đây là cái linh hâu nha anh em. Đây, đó. Có mật khẩu hâu mới hâu được ha. Đây có 3 server, heo chơi server 3. Ok, mình sẽ giữ cái badge này cho riêng mình ha. Ok, mặc dù là badge riêng đấy, chứ không phải badge dùng nha. Rồi cái ID nhân vật thì anh em bấm vào cái dấu cộng nè ha. Rồi vào thiết lập. Rồi đây chúng ta có ID nhân vật nè. Đó. ID 14491 94 vô 94145300. Đây vật phẩm. Đó. Thích gì điện đó. Không thì đây là add nạp tiền nè. Nạp vô 3 triệu. Nạp liền. Đó nạp thành công. Đó trời ơi. Đó 3 triệu. Đù hả. Ê nạp thẻ tháng đi ta.
Đây đây, có hệ tháng nè. Nạp hệ tháng. Nạp hệ tuần. Đó, ok, nạp hệ tháng, nạp hệ tuần rồi. Đó. Cho gì vậy? À, thuộc tính hả? Ok, tăng điểm đề cử. Đấy, đấy. Rồi, nhận miễn phí gì đây? Mua, mua. Ok, mua không được đúng không? Ủa, tao mua hệ tuần rồi mà. Đó, đây, đây, đây. Mua nè, mua thì nhận. Đó. Đó, à, cái này quà nạp. Hồi nãy mới nạp nè. Đó, ok. Đó, nhận luôn. Trời ơi, ngày thứ nhất nạp đầu. Đậu phòng. Đấy, đấy, đấy. Ui giời ơi. Đấy, nhận, nhận. Đó. Rồi, à, bây giờ làm gì nữa ta? À, đúng rồi. Đi nhận vật phẩm. Đây, xù. Ê, có kinh nghiệm nữa nè. À, kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm đi. Ok, thâu kinh nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đấy. Ok, nạp vô. À, cái đó là nạp. Đây là gửi hư. Đó. Gửi hư. Đồ, má lẹ dữ. Gửi cái vô liền luôn anh em. Hời hời. Ủa, cắn rồi nè. Đấy, đấy, nhận rồi nè. Đó, đó, ok, bỏ ra. Để coi, rồi, level lên kìa anh em. Đại, 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 đại. Level đang lên, lên lắc máy luôn. Đậu phụ. Ngon đấy anh em. Đó. Ok, mà thấy cũng ngon đấy. Mai chiều cũng kiếm server về đem về bán thâu rồi. Ngon đấy, ngon đấy. Ok, baby. Đó, trời ơi, quá mạnh. Quá mạnh, quá nguy hiểm anh em à. Đây, nhận thêm cái này nữa hả? Đó, ok. Tục má nhận như vậy nó. Nạp, 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 nạp. Ba trăm hả? Má không có thâu này thì ấy cũng thấy bà luôn. Ok, để nhận hết. Nhận hết thì đó, đó, đó. Lên được 300 mấy luôn, 310. Ủa, max level là bao nhiêu ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Để 12 coi nạp vô không. 12 hình như nhiều quá, nó không có vô thì phải à. Đúng rồi, 12 thì nhiều quá. Bỏ bớt một số. Ê, chết mẹ, không quên nạp tiền nữa. Đây, gửi hư. À, 11 gửi được ha. 11 gửi được, 11 gửi được, ok. Sẽ hâu cho nhiều vào. Rồi để nhập để coi nó lên được level bao nhiêu. Rồi đó. Nhận hết, đó, hót ra để coi coi. Đó, đó, ủa 370, đục má. Cầm như vậy mà nó vẫn lên có 370. Má kinh thiệt chứ. Này, có quà hiện sứ vậy đây. Có thể nhận gì chú ơi. Đó, đó. Đây là phần thưởng tăng sức mạnh gì hả? Đây, quà trưởng thành. Ok, mua VIP 4 gì đâu rồi. Đó, vô, vô, vô shop kim cương ha. Đây, kim cương, kim cương, kim cương. Đây là shop kim cương khóa nè anh em. Kim cương khóa bán cũng khá rẻ chứ không có mắc ha. Nói chung thì 500.000 kim cương phi đầu game chơi cũng ok đấy. Rồi còn đây thì mua vé VIP nè. Mua vé vĩnh viễn. Ok, mua vé vĩnh viễn. Đây có bet, kim cương, đồ, thẻ đổi tên, đồ. Rồi sale hả? Sale 91% hả? Đây mua bằng danh vọng. Này kim cương hả? Kim cương khóa mua vẫn được nha. Ok, mua cái này cho nó nhiều nè. Đặng mà lên VIP, chết mẹ mua lớn quá không đủ hả? À mua nãy giờ hết mẹ kim cương rồi. Ok bưởi ơi, anh sẽ mua tiếp. Đó, nạp vô, nạp vô. Trời ơi, nạp lần 3 triệu hơi bị lâu nha. Ok, ok. Mà mai mốt cũng kiếm một cái server vậy coi, ngon đấy. Thiệt, thấy ngon mà. Tính heo ngộ lắm anh em. Đó. Ủa sao chưa lên VIP ta? À à, nạp được máy móc này rồi đó hả? Nè, mỗi lần tiêu phí 100 kim cương sẽ lên được IC VIP nè.
Thôi, có thâu rồi, đi thâu ASAP VIP thôi, kinh nghiệm VIP thôi. VIP, VIP nằm đâu ta? Bắt giữ VIP đi. VIP không ra nha. Kinh nghiệm kỹ năng, kinh nghiệm tỳ tẩy, cấp độ, vinh dự, thời trang, u minh, tọ kỳ. Đây. À không, chí tôn. Cái đó cắn ta. Đâu rồi, quá trời trong này luôn, một nùi luôn. À. Sử dụng, đó, sử dụng cái này là được VIP 4 hả? Ok, vậy để ta lấy cái VIP 4 đâu rồi ta, hồi nãy mới thấy, đây. Vé VIP vĩnh cửu 1000 cái, gửi thư nè. Cái này admin phải làm chức năng cái chức năng là xóa túi nữa nha. Thấy như vậy là coi bộ mai chiều thì nó sẽ bị full túi chắc luôn. Đấy, chích mẹ chưa, bán. Đó, sắp xếp không được, bán cũng không xong. Rồi ok, cái này phải có chức năng là xóa túi nữa, chứ như vậy là thấy xong rồi nè. Rồi ha, ok. Rồi link dắt heo để với phần mô tả ha. Bây giờ nhắn tin vàng pin để xóa cái túi cái. Má chơi ngu khổ lắm anh em ơi. Rồi thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đấy, game đây, game Thiên Sứ Mobile ha. Đó, open server 27 tháng 1. Đấy, phi là level 244. Đó, 500.000 kim cương cộng với 2.000 đang hút cưỡi, 2.000 đang hút cưng ha, 200 hổ vương lệnh và pet thượng cổ long. Ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.